Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở Biển Đông Trung Hoa trong lời tuyên bố hôm 6 tháng 12 tại Nam Triều Tiên, khẳng định kế hoạch tái cân bằng sang Á Châu của Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn đọc tại Đại học Yonsei, ông Biden nói rằng hành động của Trung Quốc có thể tạo ra những sự tính toán sai lầm với những hậu quả rất nghiêm trọng. Lập trường kiên quyết của vị Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra một ngày sau khi ông bày tỏ những mối quan tâm sâu sắc đối với vùng phòng không với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Hồi đầu tuần này, ông Biden đã hội kiến Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo và nhà lãnh đạo Nhật nói với ông Biden là không thể chấp nhận vùng phòng không mới của Trung Quốc. Hôm 6 tháng 12, ông Biden đã họp với Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và đôi bên đồng ý hợp tác về vụ tranh chấp với Trung Quốc. Ông Biden đã lặp lại cam kết là tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây thêm áp lực để bắt Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.